Cuộc sống hiện tại trái ngược của dàn con nuôi Phi Nhung và Hồ Văn Cương khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Năm 2021, làng giải trí bàn hoàng trước thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Sự ra đi của giọng ca bom điên điển là sự mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà và còn để lại nỗi đau rất lớn với những người con nuôi của Phi Nhung. Một thời gian sau khi mẹ nuôi qua đời, các con nuôi của Phi Nhung cũng đã có cuộc sống ổn định, tiếp tục chặn đường riêng của bản thân. Nếu nói về người con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung, phải kể đến ngay nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Nam ca sĩ trẻ vướng vào ồn màu liên quan đến chuyện tiền cách xê với mẹ nuôi, từ đó vướng vào số tin đồn bất hiếu, quay lưng với người thân. Như thông tin trước đó, quản lý của Phi Nhung là người giữ số tiền cách xê của nam ca sĩ từ trước đến nay, tất cả đều được trao lại cho anh và gia đình sau ồn ào đến nay hồ văn cường đã trở lại đầy mạnh mẽ sau những ồn ào anh được danh ca ngọc sơn nâng đỡ và trau dồi khả năng thanh nhạc những nỗ lực của con nuôi phi nhung cũng đã có thành quả khi những ca khúc mà anh biểu diễn liên tục lọt top trending và được khán giả đón nhận nhiệt tình trong số dàn con nuôi của phi nhung phạm đức hiếu cũng là người con trai được công chúng quan tâm vì có hoàn cảnh kém may mắn khi mẹ qua đời, Đức Hiếu vô cùng đau đớn và không khỏi bàng hoàng, thậm chí cậu bé còn bị sốc tâm lý, quyết định xuống tóc báo hiếu với mẹ nuôi. Khi nhận ổn định con trai cả cố nghệ sĩ Phi Nhung tiếp tục học tập và quản lý quán chay của mẹ nuôi. Không những vậy anh còn kế nghiệp mẹ nuôi khi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cách đây không lâu, nhiều người bất ngờ khi Phạm Đức Hiểu đích thân đi làm thiện nguyện ở các tỉnh miền Tây, không ngại xa xôi cách trở, cậu âm thầm tham gia công việc thiện nguyện, kịp thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Ngoài Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung cũng theo nghiệp ca hát của mẹ. Cũng như Đức Hiếu và Hồ Văn Cường, cả ba vô cùng bàng hoàng và đau bù trước sự ra đi quá đổi đột ngột của mẹ nuôi. Cả ba thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái nhớ nhung mẹ nuôi khiến khán giả vô cùng xúc động. Một thời gian sau khi mẹ nuôi qua đời, Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhận show diễn và sản phẩm âm nhạc để phục vụ cho khán giả. Bên cạnh dàn con nuôi nổi tiếng Phi Nhung cũng nhận nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, tỷ phú Hoàng Kiều cũng từng ngỏ ý nhận nuôi các người con nuôi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức và cụ thể của người trong cuộc. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống của các con nuôi Phi Nhung cũng phần nào ổn định. Không chỉ học tập, các con của cố ca sĩ cũng tiếp quản quán chay, phục vụ cho khách hàng. Được biết, theo di nguyện của Phi Nhung, doanh thu của nhà hàng chay được dùng để chăm sóc những người con nuôi. Bên cạnh đó, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm cùng ca sĩ Gi Phương Trinh cũng sẽ tiếp tục chăm sóc các con nuôi của giọng ca bông điện điển.